Công ty Minh Motor xin kính chào quý khách. Sau đây là bơm dầu nhớt bánh răng một pha, chuyên bơm hút các loại dầu sệt và loãng, công suất 0.75 kW, 1 HP một ngựa. Có mã hàng là WCB75, áp suất là 0.5 Pascal. Lưu lượng có thể bơm được là 75 lít trên phút, tương đương với 4,5 mét khối trên giờ. Hút sâu khoảng là 6 mét. Cột áp cao nhất có thể đạt được là từ 3 đến 17 mét. Đây là phần ống hút. Đường kính ống hút 25 mm. Đây là ống xả, đường kính là 25 mm. Đây là phần chân đế. Đây là dây nguồn cắm vào điện một pha 220V để vận hành. Đây là công tắc bật tắt động cơ. Sau đây là hình ảnh kho xưởng và văn phòng công ty.